đầu làm này. Cho người dân thử chạy chạy anh như nào thử viết nó nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng. Đừng có đừng có chờ cái đít chết được. Đấy đừng có đi trong nhà rồi. Đấy. Đấy. Vô đám đổ nha. Có ai là cái gì vô đám đổ. Tất cả ai cũng có thể làm được hết á. Phụ nữ làm bình thường á. Đi luôn được ngoài. Cái của mình là đặc biệt á. Mình dắt lên thấy không? Ô, chỗ cứng cỡ nào cứng chơi xuống hết. Đánh đánh con. Đấy. Đấy, đang ở Bình Tân. Bình Tân của Tây Sơn. Nó xuống là nó tự đào sâu luôn. Đấy, đó, đúng không? Đúng không? Bây giờ đất nó uốn nó tơi tả mà. Đấy sát bờ đấy. Đấy đánh cái bờ này. Thấy không? Đấy. Đấy, thấy chưa? Để mà mình muốn sâu cỡ nào mà chạy được. Chỗ nào mà cứng là này, có bồ lên luống đây này. Nó có dàn bánh luống không? Bác à. Bác nghe. Chủ động được. Muốn làm hồi nào làm nắng mình mà mình vô mát mình làm chút xíu rồi đám đi sao không được cô. Dạ thì mới cũ thì mấy cái nó nổ là chạy thôi chứ đâu nó anh đất xối anh kỳ không được. Dạ nó có 47 kg à. Đại lý này trên Phú Phong thôi chú. Là ở Phú Phong thôi mà. Công ty đại một cái nhà phong quốc không? Đó, cây ra nhỏ đi, đám này cây mới xíu luôn. Đám này cây mới xíu xong à. Chút xíu rồi xong à. Chắc mấy cây lớn chắc còn chắc đứng băng qua. Nó anh mới cày lớn chắc đứng bánh cho anh mua anh làm số nhiêu anh cái này anh làm đất có bằng hơn. Nó bằng nó qua muốn sâu muốn chậm muốn lưới anh lưới. Dạ mà nó không bao nhiêu xanh hết nói chung là anh thử đây anh cái này là anh dùng vòng tới cho mấy vòng đó dạ nó nhiều lắm anh ơi nhiều nó đa năng mà anh. Dạ cho chị mấy vòng nữa đi trời cho chị mấy vòng nữa cho nó tơi rồi dung ra mạnh lên tăng ga lên chồng ơi ra
ra lên đây. Trọng này. Tăng ga lên trọng ơi. Ra mạnh lên, ra to lên. Đó. Anh đây anh muốn trồng cái gì cũng được. Câu đó cả nhau. Giờ anh chỉ cần vậy là anh làm lúc nào cũng được, mát anh làm chút xíu nén anh nghỉ. Mà tháo ráp anh lại coi kìa, tháo ráp rất dễ dàng. Muốn lắp gì vô tí tách xem liền 5 phút. À. Hồi mất công cái có. Đây chưa xin gì đậu gì cho anh nhờ thấy ưng vô coi. Qua đó qua coi đi làm đất mày mới đủ nên làm cái đây chứ gì muốn mát thì đi mày. Không tiền đủ. Mình về cái tiền đó mình mua bia mình uống. Này tháo ra tháo vô lại. Này dở anh, rút cái dây ra luôn em. Coi mấy kịp chốt không? Chốt ta rồi. Coi chốt thả chốt. Đám này em chạy chút xíu xong. Chút xíu xong liền anh. Nếu nếu mà đám này cuốn chút xíu xong liền. Mà dù anh trồng gì cho một buổi cũng được. Buổi cho nó dài lít xanh cũng được. Có rồi anh. Đám này cuốn lít xanh hết. Đó. Sao mà nó cài giữa là 6:36. Cái này chạy lít xanh cỡ. Tiếng đầu ấy. Một tiếng. Tiếng ba mai cả lớn. Đúng bụi ấy. Chứ mình là cái này bụi. Thì người theo cái này theo chữ bụi này. Quan trọng là anh. Đây bạn diện bụi anh cho quấn anh ấy nỉ giờ chút xíu à. Là. Trước tôi kè trâu mà tôi giác vô bờ cho nó nghỉ tôi quạt mà tôi mà gọi là cái gì. Đây là rảnh anh. Muốn to rảnh này banh ra. Nhỏ rảnh này ship vô. Dạ. Hôm qua là ghim. Là ghim là đẹp giỏi. Vô coi chương trình đây vô. Vô đây vô đây. Anh xíu. Vô coi cái đó đang này chút đi. Sẽ làm gì vô nhiều rồi. Cái đó nó 2-3 cái vậy. Giống một cái. Nó nhiều loại lắm anh. Dạ. Anh trồng mì cũng có nữa. Dạ. Cái rừng này chắc ra cái đó thì có hàng. Có đây có phụ kiện linh kiện anh đầy đủ luôn. Nam mà quá có hồ cắm đào nó sợ qua bến nó xa. Thay luôn anh muốn thay cái nào thay mà quy bộ. Nó giờ anh có cái làm có bộ phận làm có riêng nữa. Dạ dạ. Mà anh muốn dùng dòng vậy thì anh trồng cũng được đó. Nó tiền đối với. 600. Có vụ 600 nữa. Dạ 13.600. Dành cho má anh đẩy hồi nãy. Nó hồng 13.800 anh. Có vụ lê lê nữa rồi. Đây của công ty mà mình đâu biết rồi. Đây đâu chưa đâu, đây là chỉ đi làm tè. Làm cả năm vô ruộng ít đều làm được. Cái kia sao nó đụng sao gần đụng gốm mà pha như nát pha đấy làm ruộng. Cái này là lên xuống đi. Tăng giảm sâu cạn. Không sao anh, sao á? Không sao, nó tử trong rồi. Nó nằm nguyên. Em chạy làm đánh rõ rồi. Chạy dương dính. Cho nó sâu đi nữa. Nè nó chạy phải hết ga nó bung lên, nó bung xe đất lên. Trả lại luôn được luôn. Cái là được, cái gì vậy tôi đưa ấy.
Đã thử. Muốn dòng nhiều dòng vậy. Đẹp luôn. Đi vuông gấp. Không mà trả lại chú trả lại. Nãy giờ mà như đây người nấu mà thôi người về tóm mày phải cá buổi không? Thắng em. Dạ được rồi, chứ còn gì nữa? Bánh nó luôn. Dạ thì đây là mình làm thí nghiệm thôi mà. Giá lạo ngon lắm, nhưng nhà nông mà cỡ một mẫu đất lên mua cái đó. Rí hơn bò. Một hai mùa cái lá vú lại cho nó đâu. Một hai mùa. Mình làm cho mình thôi chứ không có. Đâu mình sao? Nấu không cần ví dụ ngày anh em bé trai mình cũng đi làm. Làm chứ mới vẫn làm. Đi mà đỡ hơn đi đây nên mình đi anh thương người ta chứ nhậu buổi rồi tốn cả trăm chứ đâu được đồng còn kiên buổi năm trăm đi liền vậy mấy cái rò hành này trồng la ghim trồng ngày nọ là vung vòng mình chạy luôn thầy mua ngay bỏ trần bót rồi kéo đi làm trà bỏ hết một tỷ làm gì nhiều người người ta mua xong về đi làm thuê rồi chỉ có một vài tháng sau là lấy lại máy luôn ngon lắm lên dòng chú bếp đi đổ vậy luôn lên dòng máy lên dòng nước nhanh nhớ cỏ đây.